không phòng cháy chữa cháy, không có không gian sinh hoạt cộng đồng, không vườn hoa, hành lang vui chơi cho trẻ nhỏ. Dù mới được xây dựng và vào ở chưa lâu, nhưng có những căn hộ chung cư được ví như là tổ chim, chỉ có thể ra đi và vào ở, không có chuyện sinh hoạt chung ngoài không gian căn hộ. Chuyện tưởng lạ nhưng lại không lạ ở Hà Nội. Tòa nhà CT2, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Phí trông giữ xe máy là 5.000 đồng một lượt cho ban ngày, 6.000 đồng cho ban đêm. Chẳng có gì phải bàn nếu đây là phần đất dành cho việc để xe. Theo thiết kế ban đầu thì đây là khu vui chơi cho trẻ nhỏ cũng như vườn hoa sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay thì nó đã được biến thành bãi đậu xe và cổng được xây dựng kiên cố. Vậy nên không những trẻ nhỏ và những cư dân mất đi quyền vui chơi, mà nếu tình huống cháy nổ diễn ra thì xe cứu hỏa không thể vào cứu tận nơi, đe dọa tính mạng của hàng chục hộ dân ở tòa nhà này. Ngay lối vào tòa nhà, bàn, ghế, tivi vứt ngổn ngang. Đây không phải lỗi của người dân, mà trước đó cán bộ, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ quản lý nhà ở, đơn vị quản lý tòa nhà đã xông vào phá khóa phòng sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà lúc nửa đêm, tự ý chuyển mọi đồ đạc ra hành lang để chuẩn bị cho ý đồ riêng, bất chấp kết luận của chính quyền sở tại. Công ty 68 đã ra cái thông báo này để phản đối lại cái quyết định giao cái nhà sinh hoạt, giao cái phần diện tích sinh hoạt cộng đồng lại cho cư dân, thì công ty 68 đã thu hồi lại và họ đã chống đối bằng cái này, và họ đồng thời họ đã phá cái khóa này của chúng tôi, họ phá cái khóa này và họ di dời toàn bộ tài sản ra và họ bổ sung thêm cái khóa này làm cho chúng tôi không thể vào được nữa với một cái hiện trạng như thế này. Sân chơi cho các cháu thì bây giờ không có, hiện nay là các cháu toàn đá bóng ở trên hành lang của các cái tầng, và các cháu chơi ở đây thì cũng bị bảo vệ dẹp bởi vì vướng đường đi của ô tô và xe máy. Nhân dân chúng tôi là rất bất bình. Nhà chúng tôi mà tự nhiên có người khác vào lôi đồ đạc như thế này thì ai chịu được? Tường nứt nẻ, bong chóc. Hệ thống phòng cháy chữa cháy có van không có vòi, không có nước. Chức năng duy nhất là nơi nhện làm tổ. Không biết chuyện gì sẽ đến nếu sự cố cháy nổ xảy ra. Kêu nhiều rồi, không được anh ạ. Chứ ai ta lo? Bây giờ chúng tôi nói thật ra, nếu mà xảy ra cái tình trạng hỏa hoạn đây, cái cổng các anh biệt đi rồi, xe cứu hỏa không vào được nhé. Mà lúc với lại xe cộ đây nó ngổn ngang đã đi vào đâu? Thì ai vào chỗ nào mà cứu hỏa nào? Mà có mỗi cầu thang này nó giả sử nó cháy đây nó biệt đi, thì chúng tôi ở trên tầng trên là chúng tôi chạy lúc nào ạ? Điện thì cũng chôn ở trong tường. Đấy, chính vì thế mà cái việc mà để mà dò dỉ điện ra ngoài này thì là cũng không thể khẳng định được là nó không ảnh hưởng. Phá vỡ quy hoạch ban đầu, bất chấp kết luận của cơ quan có chức năng, nên không quá khó hiểu là chất lượng của tòa nhà không đảm bảo. Và hệ thống phòng cháy chỉ được trưng bày lấy lệ để chống đối nếu có lực lượng chức năng đến kiểm tra.